Anh chàng này là một gã ăn xin đầu đường xó chợ, tuy nhiên lúc này anh đang phải đối đầu với ba tên võ sĩ Tây khổng lồ trên sàn đấu. Sở dĩ anh có mặt tại đây không phải vì tiền hay sự nổi tiếng mà là vì danh dự của võ thuật Trung Quốc. Chỉ cần nạp một chút vitamin hung hăng, từng đòn đánh uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, người say nhưng chiêu thức không say, đó chính là môn túy quyền nát rượu mà kẻ ăn mày này đã sáng tạo ra. Vậy anh ta là ai? Ma Men có đánh lại được ba võ sĩ hùng mạnh này không? Thì mời các bạn đón xem siêu phẩm trong làng phim võ thuật, đó là Mãnh Hổ Tô Khắc Nhi này nhé. Bối Lạc Gia đang bị lũ thổ phỉ đưa lên võ đài để tiễn về với đất mẹ. Khi tên cầm đầu ra lệnh chém thì đột nhiên hai mũi dao lao tới ngăn cản, sau đó một nhát cùng đao đã phá tan xích sắt. Thì ra đội quân chi viện đã tới và cầm đầu đó chính là Tô Sán, một tướng lĩnh trung thành của Bối Lạc Gia. A Cay con chim cú khi miếng ngon tới mồm còn bị thằng khác cướp, tên thủ lĩnh điên cuồng lao đến xử đẹp Tô Sán. Tuy nhiên hắn đâu biết được rằng mình đang đối diện với lưỡi đao tử thần. Dù không quen thuộc địa hình như Tô Sán vẫn củ hành hắn ta lên bờ xuống ruộng. Anh còn là ông nội của tiểu Lý Phi Đao nên chưa đầy ba chiêu, tên thổ phỉ đã phải đáp mộ cuộc tình. Sau trận chiến toát hết cả mồ hôi háng, mọi người đã mở được một con đường máu. Tuy nhiên Tô Sán vẫn anh dũng ở lại càn đường bọn chúng để Nghĩa Huynh Viên Liệt và Bối Lạc Gia có thể rút binh trước. Trở về doanh trại, Viên Liệt báo cáo rằng Tô Sán đã chết. Bối Lạc Gia nổi giận lôi đình, ông liền ra lệnh cho Viên Liệt cầm quân nhất định phải giải cứu Tô Sán trở về. Đúng lúc đó Tô Sán cũng dìu Mã Thanh Phong về đến đại doanh. Viên Liệt cay cú không nói một lời, hóa ra anh ta chưa trở về là vì cứu thuộc hạ của mình. Bối Lạc Gia trong lòng rất vui, cảm thấy Tô Sán vừa có tài lại vừa có đức nên tỏ ý sẽ thăng chức cho anh lên làm đô đốc Hoạn Lợn. Tuy nhiên từ lâu Tô Sán đã không màng đến danh vọng, chính vì thế anh đã tiến cử anh rể của mình là Viên Liệt mới thật sự là người có năng lực. Bối Lạc Gia không hài lòng, ông cho rằng Viên Liệt là kẻ có dạ tâm và rất tàn nhẫn sẽ khó có thể lấy được lòng quân. Không ngờ rằng Viên Liệt đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, hắn ta tỏ ra căm thù rồi lặng lẽ rời đi. Mọi người tổ chức tiệc mừng chiến thắng, Tô Sán nhìn thấy anh Dê đang ngồi một mình bên bờ sông nên cầm rượu ra mời, mặt hắn lúc này nhăn như đít khỉ nên anh đã liền nhận ra tâm tư của Nghĩa Huynh. Không muốn anh Dê phải buồn, Tô Sán chủ động nói rằng mình sẽ về quê nuôi cá trồng rau rồi sáng tạo ra một môn võ công đỉnh cao cho mọi người đều có thể học. Bản thân không màng danh lợi nên sẽ nhường chức quan Hoạn Lợn cho Viên Liệt. Nghe thấy vậy, Viên Liệt vui mừng khôn xiết, hắn dường như cũng đã chút bỏ được thành kiến bấy lâu nay với Tô Sán và nói chúng ta sẽ mãi là anh em tốt. Nói là làm, sáng hôm sau, Tô Sán cưỡi khối phân lối phi về nhà đoàn tụ với vợ con. Vợ anh tên là Tiểu Anh cũng chính là em gái của Viên Liệt, cuộc sống cứ thế êm đềm đẹp như một bức tranh. Bất ngờ cha của Tô Sán đến và nói rằng Viên Liệt ngày mai sẽ về thăm mọi người trong buổi lễ mừng thọ của ông. Tiểu Anh nghe xong, mặt liền biến sắc có phần lo lắng. Thì ra cha của Tô Sán trước đây đã ra tay giết chết cha của Viên Liệt nên nhất định quay về là để báo thù. Tuy nhiên Tô Sán lại cho rằng mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt nên hắn sẽ không làm điều đó. Ngày hôm sau, Tô Sán đang ở nhà thờ của gia tộc để đón khách thì lúc này Viên Liệt cũng trở về. Mặt hắn đang đằng sát khí và mang theo rất nhiều binh lính. Viên Liệt đi thẳng về Tô Phủ, vừa hay lúc này Tiểu Anh và con trai cũng như cha của Tô Sán vẫn đang ở nhà. Viên Liệt nở nụ cười nhưng trong lòng đang có một âm mưu thâm độc. Với ánh mắt đầy thù hận và khuôn mặt trắng bệch, Tô Lão Gia thấy hắn rất giống cha hắn khi xưa nên liền cảm thấy bất an. Thì ra cha Viên Liệt và Tô Lão Gia trước kia là hai người bạn. Tuy nhiên năm đó cha hắn vì luyện ngũ độc tà công mà bị tẩu hòa nhập ma, sau đó điên cuồng chém giết mẹ của Viên Liệt. Để bảo vệ tính mạng cho Viên Liệt và Tiểu Anh, Tô Lão Gia đành phải ra tay giết chết ông ta. Sau đó ông đã đưa hai anh em nhà Viên Liệt về nuôi dạy. Tô Lão Gia biết rằng thằng cơ hó này sẽ lấy oán báo ơn, ông xin Viên Liệt cứ giết chết ông để báo thù, tha cho gia đình ba người của Tô Sán. Vừa dứt lời thì đột nhiên hắn ta bất ngờ đánh lén một cước, nhưng Tô Lão Gia đỡ được. Ông biết rằng mình không phải là đối thủ của hắn nên không đánh trả, muốn một mạng đổi một mạng để kết thúc sự hận thù tại đây và đổi lấy sự bình yên cho Tô gia. Tuy nhiên, âm mưu của Viên Liệt không chỉ đơn giản như vậy, hắn còn hận Tô Sán đã cướp đi người thân duy nhất của hắn là cô em gái Tiểu Anh. Sau đó Viên Liệt lấy thủ cấp của Tô Lão Gia rồi bắt ép Tiểu Anh và Tiểu Phong đi tế thằng cha hắn. Tô Sán lúc này vẫn chưa biết chuyện động trời xảy ra, nghe quản gia báo tin, anh vội vàng quay về nhà. Khung cảnh trước mắt làm anh chết lặng, thằng cờ hó hút mì tôm đá bát Viên Liệt đã nhẫn tâm ra tay sát hại toàn bộ gia tộc nhà Tô Sán. Đang lúc đau buồn thì áng khí ào ào phóng tới như mưa, anh nhanh như cắt dùng bào đao càn phá, thì ra đó là một cô. Chưa đầy 3 giây sau thì Dương Quá xuất hiện. Người ta nói hai đánh một không chuột cũng què, tuy nhiên chúng đâu biết rằng Tô Sán là cao thủ luyện võ từ khi trong bụng mẹ thì bọn chúng đâu có là gì. Với bảo đao chém đá như chém bùn, Tô Sán nhanh chóng áp đảo đối phương. Ngay trường sơi được anh chắc còn khuya nên cô và Dương Quá đành bỏ chạy. Thì ra bọn chúng muốn dụ anh đến bờ sông Hoàng Hà, nơi đây Viên Liệt đang làm lễ tế cha bằng đầu của Tô Lão Gia. Tô Sán lúc này cũng đã xông tới, lòng đầy căm phẫn khi chứng kiến cha mình chết không toàn thây. Thằng cơ hó Viên Liệt không những không hối hận mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tô Sán ngay lập tức. Mày có lòng thì tao có nước chấm. Tô Sán xông lên quyết chiến, anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong, liên tục những nhát đao uy mãnh chém vào người Viên Liệt nhưng nó lạ lắm. Thì ra hắn ta đã dát một bộ giáp mềm bằng vàng đen lên người, cộng thêm sức mạnh của ngũ độc tà công mà hắn đã tu luyện thành, nên những phát chém của Tô Sán có nặng cỡ nào cũng không khác gì mỗi đốt cột điện.
Bộ giáp quá mạnh làm cho thằng cờ hó trở nên bất khả chiến bại, nắm đấm của Tô Sán cũng chỉ như một bài tẩm quất gia truyền mà thôi. Không còn kiên nhẫn, thằng cờ hó lúc này mới xuất chiêu cuối, đó là ngũ độc tà công, chỉ một chiêu đã khiến Tô Sán hộc máu mồm. Chiêu thứ hai thì khiến anh suýt làm mồi nhậu cho Hà Bá, nhưng hắn đâu để anh chết dễ như vậy. Chiêu thứ ba hắn khiến toàn thân Tô Sán dính độc đen xì, đang chuẩn bị kết liễu nam chính thì Tiểu Phong đã lao ra và ôm lấy chân Viên Liệt để cầu xin. Đôi mắt dữ tợn của Viên Liệt lộ ra sự dịu dàng, nhưng hắn vẫn quyết không tha cho Tô Sán nên đã ném anh ta xuống sông Hoàng Hà. Tiểu Anh chứng kiến chồng mình chết thảm nên cũng gieo mình xuống theo cho có đôi có cặp. Viên Liệt mất đi em gái đã hét lên trong đau đớn, sau bao nhiêu năm hắn lại trải qua cảm giác mất người thân lần thứ hai. Nhờ có vầng sáng hào quang của nhân vật chính, Tô Sán và Tiểu Anh vẫn chưa chết và dạt vào ven bờ. Tô Sán bị thương nặng nhưng Tiểu Anh quyết không để chồng bỏ mạng ở nơi này. Trong lúc nguy hiểm, may thay một tiền bối hái thuốc ngang qua đã cứu sống. Bà rất giỏi y thuật nên đã châm cứu giúp anh ép hết chất độc ra ngoài. Tuy nhiên tay phải đã bị gãy, ngay cả việc bê một bát cơm cũng trở thành vấn đề lớn. Tô Sán đau khổ tột cùng khi lục cùng sức tận chẳng thể báo thù cho cha, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ và tự trách bản thân. Mất đi một cánh tay, tinh thần chiến đấu cũng chẳng còn như xưa, anh hùng ngày nào nay suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã một năm anh bị ma men nhập, nhìn thấy chồng mình mạng sống cũng chẳng mang đến, Tiểu Anh thất vọng nói, chàng không phải muốn tìm một đối thủ mạnh hơn mình sao, một người là Viên Liệt, người còn lại là chính chàng đó. Tô Sán nghe xong liền đập chum lao vào luyện tập, ngọn lửa báo thù trong anh lại rực cháy, anh không thể để vợ con mình phải chịu cảnh nhà cao cửa rộng mà không được về thế này. Tô Sán dần lấy lại được sự tự tin, cánh tay bị liệt của anh nay đã hoàn toàn hồi phục, ưng chào quyền của anh đã vô cùng mạnh mẽ, năm đấm cũng nặng tựa ngàn cân. Một ngày nọ, trong lúc đang luyện công, Tô Sán bỗng phát hiện hai vị cao nhân đang bế nhau đậu trên ngọn cây. Hai người một trắng một đen với khinh công tuyệt đỉnh khiến anh đuổi theo phọt cả rắm mà vẫn không kịp. Cuối cùng Tô Sán đuổi đến một nơi vô cùng ảo ma Canada. Trước mắt anh là một bức tượng khổng lồ băng đá, hai vị cao nhân lúc này cũng đang ở đó. Thấy hai vị tiền bối có võ công thâm hậu, Tô Sán tha thiết được xin làm đồ đệ để học võ công. Tuy nhiên cao nhân đầu nhiều tóc nói rằng phải đánh thắng vũ thần áo trắng thì mới được bái ông làm sư phụ. Với lòng quyết tâm báo thù, Tô Sán liền xông lên tấn công. Tuy nhiên võ thần quá nhanh, chiêu thức của ông đã đạt cảnh giới tốc độ bàn thờ khiến Tô Sán không tài nào đánh trúng. Chỉ vài chiêu, Tô Sán đã bị ăn hành sấp mặt, thậm chí là một chân cũng đủ làm anh hộc máu mồm. Trở về nhà với mặt mày thâm tím nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Thay vào đó, tinh thần chiến đấu bùng lên trong mắt anh. Ngày hôm sau là một trận chiến có vũ khí, vẫn như hôm qua, vũ thần quá mạnh, những nhát gậy của ông nặng tựa ngàn cân, đánh với Tô Sán, ông chỉ dùng một tay không hơn không kém cũng có thể quật ngã anh. Nhưng thù còn chưa báo thì không được phép bỏ cuộc, Tô Sán trở lại và lợi hại hơn xưa. Lúc này vũ thần đã phải dùng hai tay để đấu lại với anh, tình thế dần được cải thiện. Tuy nhiên đánh một hồi, Tô Sán mới nhận ra gậy như ý của mình là hàng pha ke ngoài chợ trời nên không ăn lại được vũ thần. Cứ như vậy nhiều ngày sau đó, Tô Sán được giao đấu bằng nhiều loại binh khí khác nhau, không ngờ rằng chiếc vòng kim cô cũng trở thành vũ khí vô cùng lợi hại. Ý chí và sức mạnh của Tô Sán ngày trở nên kiên cường hơn qua các bài tập. Tuy nhiên vào một buổi tối nọ, vị ân sư cứu mạng đã bắt mạch cho Tô Sán để xem độc tính trong người anh còn không, vẻ mặt của bà lại có chút kỳ lạ. Nhân lúc Tô Sán đi ra ngoài, bà nói với Tiểu Anh rằng chồng cô đã bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng Tiểu Anh không tin vào điều đó mà cho rằng Tô Sán đã thực sự gặp được cao nhân trong giới võ lâm đang ở ẩn trên ngọn núi này. Tuy nhiên một nồi bánh chưng nữa lại trôi qua, Tô Sán vẫn không đánh bại được vũ thần. Tiểu Anh cảm thấy lo lắng nên đã nhớ tới lời của ân nhân. Cuối cùng Tiểu Anh không chịu nổi nữa, quyết định đến chỗ Tô Sán luyện võ xem thử. Nhưng khi cô bước qua bụi cỏ đến gần thì cảnh tượng trước mặt khiến cô choáng váng. Không hề có ông già râu trắng, cũng không có vũ thần, chỉ có Tô Sán một mình đang đánh bài túy quyền nát rượu. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tiểu Anh biết được sự thật đã hoàn toàn thất vọng, cô không kìm nén nổi đã nói cho anh biết sự thật. Tuy nhiên Tô Sán vẫn một mực cho rằng thực sự có sự tồn tại của vũ thần. Lần đầu tiên hai vợ chồng xảy ra xích mích. Thằng cờ hó lúc này vẫn đang ngày đêm luyện ngũ độc tà công, hắn hàng ngày vẫn phải sử dụng nọc độc của bọ cạp chúa để nạp vào cơ thể. Tiểu Phong giờ cũng đã lớn hơn rất nhiều và ngày đêm nhớ về bố mẹ, đã đam mê dù có đánh chết vẫn cứ làm, vợ buồn thì mặc vợ buồn, Tô Sán vẫn hiên ngang vác họa mi lên núi thỉnh giáo cao nhân, quyết tâm chứng minh cho vợ mình không sai, vợ không sai mà lão đạo diễn sai. Cuối cùng Tô Sán cũng đã đánh bại được vũ thần với tuyệt chiêu phi hồn trưởng mà chính vũ thần sử dụng. Anh đã lấy lại được tự tin mà mình đã đánh mất bấy lâu nay. Cao nhân đầu nhiều tóc nói rằng anh đã tu thành 10 quả, hãy đi nấu giả cầy thành cờ hó kia đi. Tô Sán nhắm mắt đấm một phát làm bay màu cao nhân cũng như tượng đá. Thì ra người mà anh đánh thắng không phải vũ thần hay ai khác mà chính là anh. Tô Sán hí hửng trở về nhà, tuy nhiên vợ anh lúc này đã bỏ đi và chỉ để lại một lá thư. Thì ra cô đã xuống núi một mình để giải cứu Phong Nhi. Hai mẹ con Tiểu Anh cuối cùng cũng gặp lại nhau sau 2 năm xa cách. Cô rơi nước mắt khi thấy thằng cờ hó nhận tâm xích chân cháu mình như một người nô lệ. Viên Liệt nở một nụ cười mà vốn dĩ đã mất từ lâu trên khuôn mặt hắn ta khi thấy Tiểu Anh vẫn còn sống. Nhìn bản mặt của thằng cờ hó trắng dã như vừa chát nam tạo vôi vào mặt, Tiểu Anh biết rằng anh mình đã bị tà pháp khống chế. Lúc này Tô Sán lại cưỡi khối phân lớn đuổi theo. Viên Liệt lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, hắn muốn tất cả mọi ân oán sẽ được giải quyết hết trong hôm nay.
cầm đao xông vào, Tô Sán nhẹ nhàng giải quyết giam ba tên lính quèn. Từng chiêu thức của anh đánh ra nặng tượng ngàn cân, đối phương muốn đỡ cũng không đỡ được. Nhìn thấy chồng mình võ công cái thế, Tiểu Anh đã tin những điều anh nói là sự thật. Viên Liệt nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của Tiểu Anh, trong lòng dâng đầy đố kỵ. Hắn không muốn bị cướp mất em gái một lần nào nữa nên đã ra lệnh trói Tiểu Anh lại và đưa đi. Bọn thuộc hạ lôi Tiểu Anh vào rừng và nhốt cô vào một chiếc quan tài. Hóa ra là thằng cờ hó muốn chôn sống cô. Nếu như Tô Sán đánh bại và giết chết hắn ta thì Tiểu Anh cũng phải chết theo. Còn nếu hắn sống thì sẽ đến giải cứu cho cô. Để đảm bảo không ai biết vị trí chôn Tiểu Anh, Viên Liệt không nói nửa lời đã giết tất cả bọn đào huyệt vừa nãy. Tô Sán cũng vừa hay đã cho cô và Dương Quá ăn vài nhát đao, sau đó đáp mộ cuộc tình bọn chúng trong tư thế không thể đẹp hơn. Đã đến lúc Tô Sán cho thằng cờ hò biết bố mày là ai. Ngay lập tức anh lao vào trả món nợ máu cho cha mình cũng như để bảo vệ gia đình. Lần này võ công của anh đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước. Muốn giành thế thượng phong, thằng cờ hò ngay lập tức đã dùng tuyệt chiêu ngũ độc tà công vô cùng hiểm ác. Tuy nhiên, từng chiêu thức của hắn đều bị Tô Sán khắc chế. Tốc độ của anh nhanh hơn hắn rất nhiều nên Viên Liệt không kịp trở tay. Hắn cứ đứng lên, anh lại cho không ngóc đầu lên được. Dù bị đánh tả tơi nhưng Viên Liệt vẫn tự tin với sức mạnh của mình, bởi trợ thủ đắc lực của hắn chính là bộ giáp được làm bằng vàng đen và năng lượng độc tố trong người. Để sớm kết thúc trận chiến này, Tô Sán đã quấn một sợi xích vào nắm đấm. Từ đây, ngũ độc tà công của Viên Liệt đã bị anh khắc chế hoàn toàn, xuất chiêu nào cũng khiến Viên Liệt vỡ hết cả mồm. Hắn sẽ không ngờ được rằng ưng trảo công của Tô Sán qua 2 năm khổ luyện đã đạt được cảnh giới cao nhất, chỉ chờ cơ hội này để thể hiện. Anh đánh vẩy thằng cờ hó không chợt phát nào khiến hắn đau đớn tột cùng. Thấy cha mình sắp đánh chết Viên Liệt, Tiểu Phong khóc lóc cầu xin Tô Sán dừng tay. Tuy nhiên anh không hề biết vợ mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách nên đã ra tay chốt hạ cho thằng cờ hó Quy Tiên. Tiểu Phong lúc này nói với anh, chỉ có ông ta mới biết mẹ đang bị nhốt ở đâu. May mắn một trong những tên cận vệ của Viên Liệt đang hấp hối đã cho Tô Sán biết được vị trí của Tiểu Anh. Vào trong rừng, Tô Sán và con trai hoảng loạn tìm xung quanh, cơn mưa to làm lộ ra chiếc quan tài đã bị chôn vùi dưới đất. Hai cha con điên cuồng dùng tay đào huyệt. Tuy nhiên Tiểu Anh không cố thêm được nữa, cô dần dần mất đi hơi thở. Khi Tô Sán cứu được ra ngoài thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Mất đi người vợ, cuộc đời Tô Sán lại tụt dốc không phanh, rơi xuống vực sâu vô tận. Anh dần biến thành một người khùng khùng điên điên, suốt ngày say xỉn, lang thang như mèo hoang chó dại ngoài đường để xin ăn. Mọi người đặt cho anh một biệt danh là Tô Khất Nhi. Tuy vậy nhưng Tiểu Phong vẫn không rời cha mình nửa bước, cậu bé bất hạnh vẫn luôn dành cho cha những điều tốt đẹp nhất. Bối cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, bọn Tây Ba Lô ngang nhiên tổ chức ra các giải thi đấu võ thuật lớn để cá cược ăn tiền một cách công khai. Nói là thi đấu võ thuật nhưng thực chất sàn đấu giết người là để mua vui, sẽ chẳng có luật lệ nào ở nơi đây, các võ sĩ được đánh thỏa tay cho đến khi đắp chiếu thì thôi. Vừa hay Mã Thanh Phong đi ngang qua, giờ đây anh là người đứng đầu liên minh võ thuật, không chịu được cảnh người Trung Quốc bị ức hiếp, Mã Thanh Phong đã tham gia quyết đấu với điều kiện nếu thắng thì bọn Tây sẽ phải đóng cửa nơi này rồi khăn gói quả mướp trở về nơi sản xuất. Dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần côn tụt dốc không phanh, Tô Sán ngày càng bê tha, anh vào hẳn một quán ăn đập phá cướp rượu. Bà chủ cay cú đã liền alo cho Mã Thanh Phong tới giải cứu. Phong định ngỡ ngàng khi nhận ra đây chính là đại ca đã từng vào sinh ra tử cứu mình năm xưa. Anh nói bạn Tây đang lộng huyền và ngày mai anh phải quyết đấu trên võ đài. Tuy nhiên Tô Sán giờ đây đã không màng sự đời. Anh nhờ Mạnh Thanh Phong đưa Tiểu Phong đi theo để cậu bé có một cuộc sống tốt. Tiểu Phong khóc lóc không muốn rời xa nhưng Tô Sán lòng đã quyết. Đến nửa đường, cậu bé quyết định quay lại ở bên cha dù ông có là kẻ điên khùng thế nào đi chăng nữa. Tô Sán chỉ biết ôm cậu con trai vào lòng mà tự trách bản thân. Sáng hôm sau, giờ tỷ võ cũng đã đến. Luật chơi ở đây là không hạn chế số người tham gia, cứ ai ở lại cuối cùng trên võ đài sẽ là người chiến thắng với giải thưởng 100.000 lượng. Tô Sán chẳng quan tâm, anh uống rượu tây cứ như nếp cái hoa vàng. Mã Thanh Phong lên võ đài mang theo lòng tự tôn dân tộc cao ngút trời, tuy nhiên vừa lên đã bị quật ngã. Mã Thanh Phong tấn công nhưng không khác gì gãi ngứa, gã khổng lồ mắt trồ ra đòn không thương tiếc, đánh cho anh không kịp xuất chiêu đã phải đau ván. Tiểu Phong thấy vậy liền lao lên giải cứu, thằng khốn này còn định đấm cả một đứa trẻ, dám động đến thằng chống gậy của Tô Sán thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Tô Sán lao lên võ đài, tặng hắn một cú đấm 2.000 Newton khiến hắn ngất trên cành quất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh chính thức thế chân tham chiến cho Mã Thanh Phong, ngay lập tức thêm hai tên khác xuất hiện thành 2-1. Tuy nhiên Tô Sán không hề run sợ mà đã dở ra loại cung phu mà anh sáng tạo ra, đó là túy quyền say xỉn. Thì ra thời gian vừa qua anh mượn rượu để xóa đi nỗi đau mất vợ, từ đó Tô Sán không ngừng sáng tạo ra loại võ công này, cứ khớp xương anh dã. Hai thằng Tây bị anh đánh cho không trượt phát nào, tốc độ của Tô Sán quá nhanh khiến chúng không kịp trở tay. Người say nhưng đòn không say, ra đòn phát nào đều như trời giáng phát đó, không lên bàn thờ thì cũng phải nhập viện ngồi xe lăn. Một tên quần đỏ nhanh chóng được đàn sư tử phía dưới massage sauna, tên còn lại cũng ngay lập tức bị anh bán muối cho sấp mặt lộn. Lão già thấy thế liền ném cho hắn cây búa, mà luật chơi rõ ràng không được sử dụng vũ khí. Nhưng thần cồn đã nhập thì Tô Sán đâu có ngán ngẩm bố con thằng nào giờ này. Lão già lại tiếp tục thả ra thêm hai xoái ca sơ mi trắng ra sàn đấu. Giờ đây đã thành 3-1, bọn chúng quá đông và hung hãn, anh đành phải nạp thêm chút vitamin hung hăng để đánh cho nó máu. Tên hói liền rút ra con dao găm để chơi bẩn thì liền ăn ngay một cước. Anh đã thực sự tức giận với lũ khốn này, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như chó. Tên võ sĩ dưới suối vàng chia sẻ, môn võ túy quyền giúp Tô Sán dai sức hơn bao giờ hết.
Tên chọc cũng nhanh chóng phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, còn mỗi gã khổng lồ to xác là tia hy vọng cuối cùng. Lão già đã ngay lập tức xông đến tiêm cho hắn một liều doping giúp hắn không còn biết đau đớn là gì. Hắn điên cuồng tấn công Đô Sán, anh đánh hắn cũng chẳng xi nhê. Hai võ sĩ quyết phe này một mất một còn, những đòn đánh tung ra đều như chí mạng. Cuối cùng Tô Sán nhảy lên kẹp cổ, điên cuồng đấm vào đầu đối phương, hắn ta ngửa người đập cả hai xuống đất rồi ngất lịm. Võ sĩ khổng lồ đã chút hơi thở cuối cùng và được đưa ra lễ đài, còn Tô Sán cũng chưa tỉnh dậy, cả võ đài như chết lặng. Nếu như Tô Sán có thể đứng dậy thì sẽ chiến thắng, còn không hòa, Tiểu Phong gào khóc thương cha trong vô vọng. Nghĩ đến Tiểu Anh đang thúc giục, kỳ tích đã xảy ra, sàn đấu chính thức đóng cửa và lấy lại được danh dự cho võ thuật Trung Hoa. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you Trịch Trịch. Bye bye!